Apple phát hành iOS 12.1.2 cho iPhone. Hôm nay ngày 18 tháng 12 2018, Apple đã phát hành iOS phiên bản 12.1.2, bản cập nhật thế hệ thứ tư của hệ điều hành iOS 12 kể từ khi ra mắt vào tháng 9. Có thể nói, Apple đã phát hành liên tục các phiên bản iOS, vì iOS 12.1.2 được tung ra chỉ sau 2 tuần khi phát hành iOS 12.1.1 và 1 tuần sau khi Apple tung iOS 12.1.2 beta đầu tiên của các nhà phát triển. Nên có lẽ người dùng vẫn còn hoang mang, không biết có nên cập nhật phiên bản mới này hay không. Theo ghi chú của Apple, thì iOS 12.1.2 là bản cập nhật tập trung vào giải quyết các vấn đề về eSIM và lỗi kết nối di động ở Thổ Nhĩ Kỳ. Cụ thể, sửa các lỗi kích hoạt eSIM cho iPhone XR, iPhone XS và iPhone XS Max và giải quyết một số vấn đề có ảnh hưởng đến kết nối di động ở Thổ Nhĩ Kỳ cho iPhone XR, iPhone XS và iPhone XS Max. Bản cập nhật iOS 12.1.2 này cũng có thể bao gồm các tinh chỉnh phần mềm tại Trung Quốc để loại bỏ các tính năng mà Wacom đã được cấp bằng sáng chế. Trên thực tế, Apple đã sửa các lỗi ở phiên bản 12.1.1 nhưng vẫn chưa biết chắc chắn phiên bản này có gặp các lỗi nghiêm trọng như ở phiên bản trước hay không. Vì thế, người dùng có thể đợi thêm một tuần nữa để biết chắc chắn và khi đó cập nhật vẫn chưa muộn.